chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bãi An Giang. Thì hôm nay giới thiệu đến quý vị một dàn nghe nhạc giá rẻ nha quý vị, gồm Amply Sansui Alpha 507i và đôi loa Kenwood, Kenwood gì đây, DG7 ha. Giá rất là mềm quý vị. Chọn bộ này thì giá nó chỉ 4 triệu thôi ha. Rất là rẻ quý vị. Loa sở hữu bass 20, màn carbon gân mút, gân mút này thay rồi ha quý vị, nó mục thay. Còn cái mic này cũng là mic màn carbon nhưng mà gân là gân vải nha quý vị. Đó, chép ở trên này chép giấy, mùi thơm. Có nút tinh chỉnh, chọn hai chế độ, một là super mic hát mic không, còn hai là hát ba quay ha quý vị. Phía sau của em nó đây ha, thành quát góc cạnh, vuông thành sắc cạnh, công suất của nó là 90W nha quý vị, 90W DG7, Roshi DG7, thành quát góc cạnh quá đẹp luôn. Bên đây cũng vậy nha quý vị. Super mid đó, rất là đẹp ha. Cái đôi DG7 này thì nó nằm trong cái dàn đại của Kenwood đó, và nó cũng khá tiền đó nha quý vị. DG7 nha. Không phải quý vị, nếu mà quý vị hát 3 quay nó là 120W, còn quý vị hát super mid là 90W nha quý vị. Max in sao băng, công suất cũng khá cao nha quý vị. Đó, thành quát góc cạnh phía sau nè quý vị. Vuông thành sắc cạnh ha, đẹp ha. Nói chung mấy cái loa này thì không có gì để nói hết, muốn nói nhiều hết nha quý vị, đơn giản chỉ vậy thôi. Rồi thì đôi loa này có giá 1.900.000 đồng nha quý vị, 1.900.000 đồng, 1.900.000 đồng nha quý vị. Đó, đang ghép cùng Amply Alpha 507i. Con này thì mặt gương nó là do nó dòng alpha cho nên nó là mặt gương, con này chưa vệ sinh nha quý vị, cho nên đó chưa vệ sinh ra rất là đẹp luôn. Phía sau của nó đây ha, 175W nha quý vị, 175W. Con Amply này thì nó có giá là 2.600.000, 2.600.000 nha quý vị, cộng với 1.900.000 thì đâu đó nó có 4.500.000 thôi, 4.500.000 thôi, sở hữu được tầm 4.000.000 là 4.500.000 phân khúc tầm 4.500.000 là cái dàn này nói chung là nó cũng khá tuyệt vời rồi nha. Thì loa 1.900.000, Amply 2.600.000 nha quý vị. Nếu mà anh em lấy cả bộ thì em bao vận chuyển cho quý vị luôn, còn lấy lẻ thì chịu tiếp em phí ship giùm em, cảm ơn ha. Rồi em xin cảm ơn, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng audio Bãi An Giang. Em xin cảm ơn.